vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn ơi, dạo gần đây, hễ cứ vài ngày là chúng ta sẽ lại thấy một vài quảng cáo xuất hiện liên tục với nội dung kiểu như là khuyên mọi người dồn tiền để đầu tư tài chính có phải không nào? Các bạn có bị những quảng cáo này hấp dẫn không? Có đúng là chơi cổ phiếu, giao dịch ngoại hối thì có thể mang về thu nhập thêm cho mọi người trong thời gian ngắn. Thế nhưng để đem lại lợi ích lâu dài thì lại là một chuyện khác các bạn ạ. Báo chí đã phản ánh rất nhiều trường hợp bị tán gia, bại sản do vội tin vào các hình thức trên mạng Internet. Theo đó là rất nhiều lời cảnh báo tới các chuyên gia, các cơ quan quản lý nhà nước. Thế nhưng hiện vẫn còn đang rất nhiều người vẫn tin mình sẽ thành triệu phú đô la. Nguyên nhân bắt đầu từ lòng tham, nhiều người đã bị mê hoặc trước lời mời mọc có cánh, cảm thấy chuyện làm giàu bỗng khá đơn giản. Vậy nên ngày hôm nay, Bí Quyết Thành Công muốn tâm sự với các bạn về chuyện làm giàu. Cụ thể, nếu muốn kiếm tiền thì đừng vội ăn xổi. Tại sao Bí Quyết Thành Công lại nói như vậy? Các bạn hãy cùng lắng nghe những chia sẻ ngay sau đây nhé! Bí Quyết Thành Công là nơi các bạn sẽ nhận được những bài học, những bí quyết kinh doanh và cuộc sống. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày trên kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn chỉ cần gõ từ khóa Bí Quyết Thành Công trong ô tìm kiếm của YouTube sẽ tìm thấy những video hay nhất của chúng tôi. Hoặc đơn giản hơn thì các bạn hãy nhanh chóng ấn nút đăng ký và bấm vào biểu tượng chuông bên cạnh để khi chúng tôi ra video thì các bạn sẽ là người nhận được những bài học nhanh nhất và sớm nhất. Các tỷ phú sẽ cho chúng ta thấy rõ muốn kiếm tiền đừng ăn xổi là như thế nào. Gần như chẳng có ai trong số họ làm giàu chỉ bằng đầu tư tài chính cả, phá sản vì đầu tư tài chính. Năm 1990, Sylvester Stallone ra mắt tập thứ 5 của loạt phim Rocky với nhân vật chính là một võ sĩ quyền Anh cùng tên. Từ một tay đắm giữ đai vô địch thế giới, kiếm hàng chục triệu đô la sau mỗi lần thượng đài, Rocky bất ngờ lâm vào cảnh bần cùng. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc anh vợ Rocky bị nhân viên kế toán lừa ký vào giấy ủy quyền toàn bộ tài sản. Có tiền trong tay, người này chơi cổ phiếu, đầu tư bất động sản bạt mạng rồi bỏ trốn khi vỡ nợ để gia chủ lãnh hậu quả. Câu chuyện giả tưởng ngỡ như chỉ xuất hiện trên phim ảnh đó lại dần xuất hiện ngoài đời thực vào cuối thập niên 90. Võ sĩ thép Mike Tyson, tay đấm Evander Holyfield, ông vua nhạc pop Michael Jackson, cựu tiền đạo Dwight Yorke của Manchester United đều trải qua cảnh trắng tay vì đầu tư tài chính. Họ dễ dàng nghe theo lời dụ dỗ từ những chuyên viên đầu tư đem đến viễn cảnh thu về số tiền gấp hàng chục lần sau vài năm, rồi bất ngờ nghe tin khoản tiền đó không cánh mà bay. Tyson thường nói rằng anh bị lừa, nhưng lại không thể kiện những chuyên viên tư vấn ra tòa vì việc làm của họ hoàn toàn đúng pháp luật. Nếu muốn đổ lỗi cho một ai đó, Tyson nên trách bản thân mình. Đầu tư vào chứng khoán, ngoại hối, bất động sản không hề dễ sinh lời như những gì anh đã từng nghe. Đó là một hoạt động có tổng lợi ích bằng không, Zero Sum Game, từng được các nhà khoa học nghiên cứu từ trước Thế chiến thứ hai. Họ gọi nó dưới tên lý thuyết trò chơi, Game Theory. Lý thuyết trò chơi lần đầu được đề cập đến vào năm 1944 bởi John von Neumann. Trong nửa thế kỷ sau, Jonas, John Hassani và Richard Stein được trao giải Nobel nhờ hoàn thiện khái niệm này. Áp dụng trên thị trường tài chính, bất động sản, họ chỉ ra lợi nhuận của người này thực chất chỉ là phần tiền rút được từ vốn của người khác. Nếu chỉ đầu tư với kỳ vọng mua rẻ bán đắt, khả năng sinh lời trên thực tế là rất thấp. Điều đó lý giải tại sao các nhà kinh tế học không bao giờ bỏ tiền túi vào đầu tư tài chính. Một nhân tố khác khiến những cá nhân bỏ tiền vào đầu tư trên thị trường chứng khoán, ngoại hối thường mất nhiều hơn được là vì họ thiếu cả vốn lẫn thông tin. Ngày 21 tháng 4 năm 2020, giá dầu thô ngọt nhẹ giao ngay tại Mỹ lần đầu tiên xuống mức âm trong lịch sử. Các nhà đầu tư bán tháo với giá âm 40,32 USD một thùng vì họ vốn đã quen giao dịch khống trên thị trường, nhưng nay buộc phải bán. Thay vì bỏ tiền ra cho chi phí vận chuyển, lưu kho dầu mỏ như một doanh nghiệp, họ chấp nhận trả tiền cho người mua để không phải làm chuyện đó. Tỷ phú không lướt sóng. Có những người trở thành tỷ phú nhờ đầu tư tài chính như Warren Buffett và George Soros, nhưng họ chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Ngoại trừ Buffett, bốn nhân vật còn lại trong top 5 người giàu nhất thế giới đều đi lên từ khởi nghiệp. Họ là Jeff Bezos, nhà sáng lập trang bán hàng trực tuyến Amazon, Bill Gates, đồng sáng lập công ty phần mềm Microsoft, Bernard Arnault, chủ tịch tập đoàn kinh doanh đồ hiệu Louis Vuitton và Larry Ellison, đồng sáng lập công ty phần mềm Oracle. Sự thật là phần lớn tài sản của Bezos, Gates hay Ellison đến từ lượng cổ phần họ nắm giữ trong công ty do mình sáng lập ra, nhưng họ không thu lời từ việc liên tục mua đi bán lại chúng. Nhưng ai từng học lý thuyết nhập môn tài chính đều biết cổ phiếu chỉ là giấy tờ có giá. Giá trị cổ phiếu Microsoft, Oracle và Amazon được xác lập từ lượng tài sản công ty mà nó đại diện sở hữu, cũng như kết quả kinh doanh theo hàng năm. Nếu công ty không còn, cổ
cổ phiếu cũng không còn giá trị nữa. Vì thế, cách tốt nhất để tăng giá trị cho cổ phiếu là giúp công ty đảm bảo lợi nhuận, chứ không phải là mua bán chúng để nhận phần lời chênh lệch. Ngay cả Buffett cũng không mua đi bán lại cổ phiếu quá nhiều trên thị trường chứng khoán. Thay vào đó, ông thường tìm những công ty có khả năng sinh lời cao rồi tìm cách sở hữu, điều hành chúng qua việc nắm phần lớn cổ phần. Năm 31 tuổi, Buffett có chân trong hội đồng quản trị của 7 công ty khác nhau. Xu hướng sáp nhập, mua lại hay còn gọi là M&A do Buffett thực hiện giờ trở thành hình mẫu được nhiều tập đoàn học theo. Không nhiều người có 100 triệu USD tiền mặt để đầu tư trên thị trường chứng khoán. Điều đó đúng với người bình thường và với cả những tỷ phú nữa, Buffett chia sẻ. Ông không bao giờ dành quá nhiều tiền để lướt sóng cổ phiếu. Từ kinh nghiệm bản thân, Buffett kết luận một nhà đầu tư dù giỏi đến mấy cũng chỉ có lợi nhuận trung bình 15% mỗi năm trên thị trường chứng khoán nếu chơi theo kiểu lướt sóng. Tỷ suất sinh lời đó cao hơn nhiều so với tiền lãi gửi ngân hàng, nhưng lại quá thấp với những ai muốn thành tỷ phú trong thời gian ngắn từ việc bỏ ra 50 cho đến 100 ngàn USD. Ngoài ra, họ còn có nguy cơ lỗ nặng nếu cổ phiếu bỏ tiền vào xuống giá. Từ một người bình thường trở thành triệu phú đã khó, từ triệu phú thành tỷ phú còn khó hơn nhiều lần. Một người có 1 triệu USD ở tuổi 30, nếu đầu tư vào cổ phiếu của công ty Berkshire Hathaway do Buffett sở hữu, thì chỉ thổi số tiền đó lên thành 300 triệu USD sau 35 năm. Martin Friesen, tác giả của cuốn sách Trở thành tỷ phú, chiến lược của những người khổng lồ, còn chỉ ra thực tế phũ phàng hơn. Không một nhà đầu tư nào có thể làm tăng giá cổ phiếu họ sở hữu trong 20 năm liên tiếp, dù chỉ 1%. Muốn giàu, hãy kiếm tiền thật. Buffett khuyên mọi người đừng dại dột bỏ tiền vào thị trường chứng khoán với mục đích làm giàu, kiếm tiền nhanh, bởi đó không phải là nơi dành cho họ. Thay vì mạo hiểm thì họ nên sống thực tế, chi tiêu cần kiệm và kiếm tiền thật từ hoạt động kinh doanh, sản xuất. Chỉ có cống hiến và mang lại giá trị lớn lao cho xã hội, chúng ta mới có thể kỳ vọng nhận về khối tài sản tương xứng. Thú vị hơn, chẳng ai trong số các tỷ phú đương đại nghĩ đến chuyện nhận về khi họ cho đi cả. Trước khi trở thành tỷ phú công nghệ với khối tài sản lên tới 80 tỷ USD, Mark Zuckerberg chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xây dựng một tập đoàn sánh ngang với Microsoft. Facebook được anh lập ra với mục đích ban đầu là giúp sinh viên trong ngôi trường nơi anh theo học có thể chia sẻ hình ảnh và tương tác với nhau. Google được Sergey Brin và Larry Page lập ra với mục đích giúp mọi người tìm kiếm thông tin dễ dàng hơn trên mạng. Ngay cả Bill Gates cũng là người rất mộng mơ khi ông ước Microsoft sẽ viết phần mềm giúp mỗi người sở hữu một máy tính riêng. Trong đời mình, tôi may mắn có cơ hội gặp mặt một vài tỷ phú. Họ có cùng điểm chung, hơi điên một chút. Jared Dillian, nhà phân tích đầu tư thuộc công ty tư vấn kinh tế Mordin chia sẻ. Họ có những ước mơ nghe quá khá viển vông. Người thường sẽ bảo đó là chuyện hão huyền và từ bỏ, nhưng tỷ phú sẽ kiên định biến điều đó thành sự thật. Không ai trở thành triệu phú hay tỷ phú mà lại làm việc một cách nửa vời. Thành công họ có được như ngày hôm nay đến từ những năm tháng làm việc không biết mệt mỏi. Dillian còn chỉ ra một điểm khác giữa tỷ phú và người bình thường. Khả năng sẵn sàng làm việc không công. Một nhân viên bình thường sẽ có xu hướng nghĩ công ty chủ quản đang bóc lột sức lao động của mình. Họ muốn ông chủ tăng lương, giảm giờ làm và tốt nhất là được trả công nhiều hơn so với những gì mình đóng góp. Nhưng nếu yêu cầu ấy trở thành sự thực, đó cũng là lúc nhân viên mất đi động lực làm việc. Họ dần lười biếng, thoái thác trách nhiệm và trở thành kẻ ăn bám công ty. Suy nghĩ đó không bao giờ tồn tại ở các tỷ phú. Ngay từ khi còn trẻ, họ đã làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai và đánh đổi mọi thứ để theo đuổi ước mơ. Bill Gates sẵn sàng bỏ học Harvard vì đứa con tinh thần Microsoft. Jeff Bezos mở lòng khi nghe nhân viên nói mình là đồ ngốc để tư duy thông minh hơn trong công việc. Với họ, việc đi làm không hưởng lương vào cuối tuần là chuyện rất bình thường. Ngay cả lúc mọi người nghỉ ngơi, họ vẫn làm việc chăm chỉ, thậm chí ngay tại nhà. Một trong những yếu tố quan trọng dẫn tới sự thành công đó chính là sự kiên trì, thứ mà hiếm người có được. Kiên trì là một trạng thái tinh thần, vì vậy nó có thể được trau dồi và rèn luyện. Thành công là điều bất kỳ ai cũng đều mong muốn có được trong cuộc sống. Đó có thể là thành công trong sự nghiệp, trong xây dựng gia đình hay thực hiện ước mơ, hoài bão. Nhưng có một thực tế, đó là tại sao có những người đã cố gắng tột độ nhưng vẫn thất bại? Tại sao những người thất bại chiếm đa số so với một số ít những người thành công? Một trong những yếu tố quan trọng dẫn tới thành công là sự kiên trì, thứ mà hiếm người có được. Kiên trì là một trạng thái tinh thần, vì vậy nó có thể được trau dồi và rèn luyện. Vậy làm sao những người thành công, những tỷ phú hay nhà khoa học vĩ đại có thể rèn luyện được đức tính này? Tác giả nổi tiếng Napoleon Hill chỉ ra rằng, lòng kiên trì dựa trên những động cơ cơ bản sau. Đầu tiên, đó chính là mục đích rõ ràng. Biết mình muốn gì là bước đầu tiên và quan trọng nhất để phát triển lòng kiên trì.
Một động cơ mạnh mẽ luôn giúp ta vượt qua được nhiều gành thác. Thông thường, khi được làm việc mình lựa chọn có phương hướng, đường đi rõ ràng sẽ khiến con người tự tin vào quyết định của mình khi phải đối mặt với thử thách. Mục tiêu giúp chúng ta chiến thắng mọi nỗi sợ hãi và vượt qua được chính mình để chinh phục khó khăn một cách phi thường. Có mục tiêu rõ ràng để phấn đấu, mọi khó khăn trở thành chuyện nhỏ vì ta biết bản thân mình đang đi đâu. Khi làm việc không có mục tiêu, mọi việc dù nhỏ cũng trở thành khó khăn, không thể vượt qua. Ta cứ mãi loay hoay, muốn thoát ra khỏi lớp vỏ bọc để tìm kiếm sự thay đổi, sự phát triển, nhưng ta lại không biết phải bắt đầu từ đâu, phải làm như thế nào. Vậy thì công việc đầu tiên và đơn giản nhất là hãy tự đặt ra mục tiêu phấn đấu cho tương lai của chính mình. Nếu thấy khó, hãy bắt đầu từ những mục tiêu đơn giản, rồi sau đó hãy nâng dần để đạt được những gì mà mình muốn. Người không có mục tiêu cũng giống như một con tàu không có bánh lái, lênh đênh vô định giữa đại dương bao la. Robert A. Heinlein đã từng nói một câu rất hay rằng, khi không có mục tiêu được xác định rõ ràng, chúng ta trung thành tới mức lạ lùng với những việc thường ngày cho tới khi cuối cùng chúng ta trở thành nô lệ cho chúng. Điều thứ hai đó là sự khát vọng. Lòng kiên trì có thể đạt được và duy trì khá dễ dàng nếu bạn theo đuổi một mục đích mà bạn khao khát mãnh liệt. Trong cuốn sách The Art of the Deal, tạm dịch là nghệ thuật thương lượng, ông trùm bất động sản Donald Trump từng viết, tôi không thực hiện thương lượng vì tiền, bởi vì tôi không những đã có đủ tiền mà còn có nhiều hơn mức tôi cần. Tôi thực hiện thương lượng vì lòng yêu thích. Động lực khiến ông trùm này thực hiện những thương vụ táo bạo không phải vì tiền mà là khát vọng mong muốn đem lại những công trình có giá trị, cung cấp dịch vụ giải trí tới mọi người. Tất nhiên, khi theo đuổi khát vọng lớn và làm tốt công việc, bạn sẽ được trả công xứng đáng. Vì vậy, hãy tự hỏi bản thân mình bạn đang khát vọng nhất điều gì và đi theo tiếng gọi của nó. Thứ ba là sự tự lực. Có một sự thật hiển nhiên là thành công của người này không thể trao tặng hay chuyển lại cho người khác. Đây là tài sản đặc biệt của mỗi người. Bạn không thể nhìn vào thành công của người khác và ao ước mình cũng được như thế mà không cần sự nỗ lực thực hiện. Tin vào khả năng của bản thân có thể tiến hành một kế hoạch khuyến khích bạn theo đuổi kế hoạch đó với lòng kiên trì. Bạn là những người trẻ đầy ước mơ và hoài bão nhưng lại loay hoay với những dự định của bản thân. Bạn buồn bã khi thấy những người bạn cùng trang lứa thành công và mình thì vẫn chưa có gì cả. Điều đó không có nghĩa là bạn không có năng lực mà chính vì bạn chưa đặt ra được mục tiêu rõ ràng, chưa lập ra được kế hoạch chinh phục ước mơ của mình. Đến với động cơ thứ tư, đó chính là có kế hoạch rõ ràng. Khi bạn xác định được mục tiêu rõ ràng, có khát vọng cháy bỏng và sự nỗ lực thì một kế hoạch rõ ràng là đường đi tiếp theo hướng bạn tới thành công và giúp bạn vượt qua những khó khăn, chán nản, kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình. Những kế hoạch được tổ chức, dù lỏng lẻo và hoàn toàn không thực tế, cũng khuyến khích được lòng kiên trì. Sự rõ ràng chiếm đến 80% thành công và hạnh phúc. Thiếu rõ ràng có lẽ là nhân tố lớn hơn về sự thất vọng và không đạt kết quả mong đợi so với bất kỳ yếu tố đơn lẻ nào khác. Điều đó giải thích tại sao chúng ta nói rằng thành công là mục tiêu và tất cả những cái khác là lời dẫn giải. Những người có những mục tiêu rõ ràng được viết ra hoàn thành nhiều hơn trong thời gian ngắn hơn so với những người không có chúng có thể tưởng tượng. Điều này đúng ở mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh. Lập kế hoạch cuộc đời thì không khó. Bí quyết chính là các bạn hãy đặt ra cho mình những câu hỏi như tôi muốn gì trong tương lai, nhà cửa, xe cộ hay là kinh nghiệm v.v. Tôi muốn là ai trong 5 năm hay 10 năm nữa, nhân viên giỏi, chuyên viên, trưởng phòng v.v. Vậy tiếp theo các bạn phải làm gì? Theo như ở trên, các bạn cần chia nhỏ những việc cần làm để đạt được mục tiêu lớn đó. Cầm bút lên và viết ngay xuống sổ tay, tích một dấu hoàn thành từ những việc nhỏ mà bạn đã làm được. Và nếu chưa thực hiện được mục tiêu nào đó, hãy cho bản thân mình một thời gian nữa để cố gắng và đạt được kết quả tốt trong lần sau. Kiên trì tiến hành từng bước một, chuẩn bị nhiều phương án dự phòng và đầu tư nghiêm túc cho bản thân về mặt kiến thức cũng là yếu tố quan trọng cho việc vươn tới thành công trong tương lai. Khi đã có kế hoạch cụ thể, khi đó chúng ta thực sự chủ động và ý thức cực kỳ cao về những thứ ta làm và biết chịu trách nhiệm trước công việc cá nhân. Bạn không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai khi đó là kế hoạch của bạn lập ra, là do bạn thực hiện. Một chiếc cây có thực sự phát triển mạnh mẽ và ra trái ngọt hay không, đó là do cách bạn lên kế hoạch chăm sóc, tưới tắm, tỉa tót cho nó mỗi ngày. Để đến khi được nằm dưới bóng mát của những tán cây, ăn những quả ngọt, hít thở không khí trong lành, bạn sẽ cảm thấy những gì gặt hái được sẽ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Mọi thứ sẽ là không khó khi bạn có tâm huyết và sẵn sàng đương đầu. Đến với động cơ thứ 5, đó là có hiểu biết đúng đắn. Biết được những kế hoạch của mình là đúng đắn dựa trên kinh nghiệm và sự quan sát cũng khuyến khích lòng kiên trì. Suy đoán thay cho hiểu biết sẽ tiêu diệt sự kiên trì. Điều này cũng giống như việc bạn đi tới đích nhờ có bản đồ định hướng sẽ tốt hơn là phỏng đoán hướng đi. Và thứ 6 đó là sức mạnh ý chí. Thói quen tập trung suy nghĩ và xây dựng kế hoạch để đạt được một mục đích rõ ràng cũng dẫn đến lòng kiên trì. Cuối cùng đó chính là thói quen.
Lòng kiên trì là kết quả trực tiếp của thói quen. Jim Rohn từng phát biểu, động lực là thứ giúp bạn bắt đầu, thói quen là thứ giữ cho bạn tiếp tục bước tới. Vì vậy, hãy rèn luyện những thói quen tốt từng bước một. Những thói quen tốt như tư duy tích cực, kiên nhẫn hay kỷ luật sẽ khiến bạn trở nên kiên trì đi tới đích phía trước thay vì dễ dàng bỏ cuộc như những người làm ngẫu hứng. Hãy tự khám phá bản thân bạn và xác định xem những động lực nào bạn còn thiếu để có được phẩm chất quan trọng này. Việc xây dựng lòng kiên trì có khó hay không? Sau khi hiểu các động lực đằng sau phẩm chất này, bạn có thể xây dựng thói quen kiên trì bằng 4 bước cần thiết sau. Bước 1. Một mục đích xác định được hậu thuẫn bởi một khát khao cháy bỏng nhằm thực hiện nó. Bước 2. Một kế hoạch rõ ràng được thể hiện qua những hành động liên tục. Bước 3. Một tâm trí miễn dịch với những ảnh hưởng tiêu cực và gây nản lòng, bao gồm cả những lời bình phẩm thiếu tích cực của họ hàng, bạn bè hay những mối quan hệ quen biết. Bước 4. Kết giao thân thiện với một hay nhiều người cùng chí hướng sẽ khuyến khích bạn tiếp tục theo đuổi kế hoạch cũng như là mục đích của mình. Các bạn à, chìa khóa để giúp các bạn theo đuổi đam mê và đạt đến thành công thì ngoài trí tuệ ra, các bạn cần phải rèn luyện cả tính kiên trì và nỗ lực không ngừng nữa. Sự kiên nhẫn và tính kỷ luật sẽ là động lực để các bạn bình tĩnh và tự tin đối mặt với khó khăn và thất bại trên con đường thực hiện giấc mơ lớn. Có rất nhiều người đã đặt ra các mục tiêu trong cuộc sống và có cả kế hoạch để hoàn thành chúng. Thế nhưng, chỉ số ít họ là có đủ ý chí và sự kiên trì để thực hiện giấc mơ đó. Đây chính là sự khác biệt giữa những người thành công và những người thiếu kiên nhẫn đấy. Kiên trì được xem là một trong những đức tính đáng quý của con người, đó chính là khả năng chúng ta dấn thân để đạt được thứ mình mong muốn, dù có bất kể khó khăn hay là thất bại nào.